Nào. Kêu. Không phải. Trước 1 tháng 1 đã 36 tuổi, ra thầy kinh nghiệm. Một đá thành công ở lượt sút đầu tiên này của người ngoài là cực kỳ quan trọng. Lắm ấy, Tây ơi. Tây ơi, có lên Tây ơi. Đầy ra cả, đầy ra đi trong cái tim. Thì máy đập phương tim đó là cái kịch nữa em. Bỏ mồm cái nhất nữa. Bắt rồi, à máy. Đưa mày nó bắt. Bắn được hình bóng rồi. Nghĩa quá. Đúng, nhớ đường. Thể đánh bại được Sa Phi nhưng ở chấm 11m thì dù Sa Phi đã mười lăm rồi mà thua rồi đấy là bộ đá của Quỳnh Ngọc Hải và đội Hùng Dũng đều rất tự tin không được vậy và đạt được sự chứng xác định tối đa và niềm hy vọng tiếp theo là Đặng Văn Lâm khi anh đối mặt với số 9 của thủ báo Sơn Thanh người của đội bạn và Hà Sĩ không ai đấy không bao rồi không bao không bao không bao không bao ừ nó lên ôi lắm tay đó mà buồn quá chúng người mình làm họ đúng sao ngã luôn tỷ số nó leo bây giờ là không chúng ta còn xếp lại không chú nó đánh rồi không chú nó đánh rồi không chú nó đánh rồi Ơi. Tin lên. Xuân Trường. Mày quá, chỉ cần thế thôi. Rất tự tin. Và vẫn là mình ảnh chỉ tay lên trời quen thuộc. Xuân Trường ơi. Ngôi sao vàng ở hướng áo. Và đây là một cú đá bằng hình tiếp theo nữa. Rất tin tưởng ở những góc sút và hướng sút của mình. Và ông Park Hang-seo đã đúng khi tung Xuân Trường vào sân để thực hiện sứ mệnh với quả đá vừa rồi. Một hình ảnh đầy lãng mạn của Lương Xuân Trường. Và tiếp theo đấy ơi, có hình của mình đấy. Để con này nữa sao? Trời ơi! Sao lại chuyển vào? Chuyển vào, chuyển vào. Xin vời! Ôi dồi ôi! Dạ là là! Thần đoán đấy rồi! Chết! Dễ lắm đấy! Đừng phải vui! Không phải vui tiêm dùng là số 1 đâu! Ôi dồi! Lắm đấy là lắm! Đừng có thế. Đấy ơi, chúng ta nói hết rồi. 3 trận thắng mà ăn à. Thắng là trước 3 thắng đi. Ôi, bây đá quả nữa thôi. Để có thể mang về niềm vui cho chúng ta đây, Minh Vương. Chắc là thằng Minh Vương đi bật trước. Được đá này, đá cần vả sẽ án về lên trước đi. Quả đây. Minh Vương ơi. Quả ơi. Ôi. Anh đi lực đợt trước một xích một để cái mắt đi. Minh Vương có vẻ đã hơi bị căng thẳng một chút ở một quả sút quá quan trọng. Lần rồi ơi. Trời ơi rồi.
vướng luôn, vướng luôn. Lượt sút thứ tư của đội tuyển Jordani. Và nếu cú sút này không thành công, đội tuyển Jordani vướng vào luôn thì cũng là quả chân Việt Nam lại thua đến những tội gì. Thế nào, không thua được. Tây ơi, có đang khóc rồi, có đang khóc rồi. Và tiếp tục là những động tác gây ức chế đối thủ. Còn thắng một quyết định này, chứ không pha là thối gì. Sau lưu lưu bây giờ là 3-2. Bóng của chúng ta vẫn đang có ý thế. Còn nào đấy, mình thắng mình vừa xúc đầu tiếp nên mẹ không vào rồi. Gì mà mẹ chứ không vào nữa, thối đấy. Thằng nào đấy, ở công này. Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo. Trời ơi, quá. Quốc gia Việt Nam. Kết thúc quả kia ok rồi. Ừ, ok. Đúng một năm thì Bùi Tiến Dũng đã là người thực hiện quả đá quyết định. Rồi, rồi, rồi.